Hello anh em, lại là mình đây. Buổi sáng ngày nay mình tiếp tục lên clip cho anh em ha. Cũng vậy, mình lu bu công việc quá cũng không có lên clip được ha, mà anh em cũng thông cảm. Mình mà có con máy này, khách mới đổi cái máy phát cỏ với mình, đổi máy này lấy máy phát cỏ với mình. Rồi giờ khu vực mình ở đây thì hầu như là ít có dùng cái này lắm, rồi mình đăng lên đây mình thanh lý rẻ cho anh em luôn ha. Anh em nào khu vực nào cần xài thì mua về xài ha, mình bán cũng giá rẻ thôi. Cái này là gọi là máy xịt thuốc đeo lưng ha anh em. Mình cũng không có làm cái dòng này nữa thì mình bán rẻ rẻ cho anh em đi. Ai muốn mua về là lấy cái đầu máy chế thành máy phát cỏ cũng được, bơm nước cũng được, nói chung là nó đa năng lắm. Chế xe cộ rồi tất cả cái đều được hết nha. Cái này là nguyên bản của nó là cái máy xịt thuốc mang trên lưng, dàn thủy lực đồ còn ok nha anh em. Mình đổ nước vô mình thử rồi bơm, mình bao anh em là dàn thủy lực đồ là bơm mạnh nha. Đó, dây chạc đồ còn đầy đủ hết, động cơ là hoạt động bình thường, mình đã test nổ rồi. Cái này là nó xài bình xăng trên ha anh em, có loại xài bình xăng dưới, này đời này nó xài bình xăng trên. Hiệu của nó là Kawayama. Ốp da băng. Đó, mình cũng rành nữa, có sao mà mình đổi rồi mình bán vậy. Ha, nước nôi đồ đầy đủ luôn. Giờ mình máy xịt thuốc thì nó chỉ có gì thôi. Mọi chức năng đều hoạt động tốt. Ga đồ nói chung là mình đã test rồi nha anh em, mình đổ nước vô mình thử rồi, cũng xúc rửa mình xăng con rồi cho anh em hết rồi, ngon lành cành đào rồi. Giờ mình test nổ cho anh em nghe luôn đi ha, rồi anh em tự cảm nhận là nhắm xài thì khu vực nào có dùng nó thì ok, mua giúp giùm mình cảm ơn vậy thôi ha. Mình cũng không có chuyên cái dòng này nữa, lâu lâu rồi có mình đăng lên cho anh em. Anh em khu vực nào, nói chung là khu vực miền Tây ta xài xả lúa này kia đồ, nói chung là cũng đa năng lắm. Mà khu vực mình đây thì giờ ta chơi bình xịt điện không à, còn cái thứ này thì ít có người dùng lắm. Để mình đăng lên đi, anh em nào yêu thì cứ nói đam mê với mình ha. Số điện thoại mình để dưới phần mô tả. Giờ mình đi vào test tiếng nổ thực tế cho anh em nghe luôn. Đây là cái le của nó nè ha, đóng le mình giật nó kêu cái ịn, xong rồi xả cái này xuống giật là nổ rồi. Mình nãy mình đã có khởi động rồi, thử ra giờ mình chỉ nổ máy cho anh em nghe thôi ha. Mình chỉ sơ sơ vậy đi. Ngon lành cành đào hết anh em, nhạy nổ nữa, khoát là nổ, khoát là nổ anh em. Đó. Rồi hôm nay nó chỉ có gì thôi, anh em nào yêu thì kết nối đam mê ha. Rồi mình thanh lý bình bọng gì đầy đủ nè, mình đưa nguyên cục lê chỉ không có cần thôi, mình bán cho anh em là 700.000. và đặc biệt mình chỉ nhận chuyển khoản nha, mình không có ship COD. Anh em tự mua về rồi trả tiền ấy giùm mình, phí ship thì không nhiều đâu ha. Rồi mình bán cho anh em là 700, nhận chuyển khoản và không ship COD, nguyên công lê gì hết, về gắn cần vô là xịt, mọi chức năng đều hoạt động tốt ha. Bán 700.000 thôi, anh em nào yêu thì kết nối đam mê với mình, số điện thoại mình để dưới phần mô tả. Bán rẻ cho anh em về xài đi, giá này thì quá tốt rồi. Anh em nào nhanh tay thì được trước nha, cơ hội chỉ đến một lần.
lâu có con mình đăng lên thôi. Rồi anh em xem clip thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Ok, thank you very much. Chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn anh em vào clip sau. Bye bye.